Serum thì có hai cách dùng. Cách thứ nhất, các bạn có thể nhỏ 3 đến 4 giọt trên tay, xoa đều và vỗ lên mặt. Còn cách thứ hai mình hay dùng đó là mình sẽ chấm 5 điểm, mình sẽ nhỏ 5 điểm ở trên mặt và bắt đầu massage. Mình sẽ nhận 5 điểm. 1 2 3 4 5. Xin chào các bạn, mình là bác sĩ Duyên, chuyên gia về da liễu thẩm mỹ. Rất là nhiều bạn thắc mắc nói là em mua serum rất là đắt tiền, tuy nhiên em thấy kết quả của nó rất là nhỏ giọt, thì có khả năng bạn đang mắc một trong những sai lầm ở dưới đây. Thì video hôm nay mình Duyên sẽ chia sẻ cho các bạn những cái sai lầm mà các bạn có thể mắc phải khi các bạn mua serum và dùng serum. Và Duyên sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách sử dụng serum hàng ngày mà Duyên đang sử dụng để cho các bạn xem nhé. Cái sai lầm thứ nhất khi mà bạn dùng serum đó là bạn chọn mua serum theo phong trào hoặc là theo quảng cáo. Rất là nhiều lời quảng cáo rất là hay về serum, nó rất là đường mật, nào là có đa tác dụng này, tác dụng này, tác dụng kia, rất là nhiều. Tuy nhiên các bạn đừng có sa vào cái bẫy của những cái lời quảng cáo đó, mà hãy lựa chọn cho mình một cái loại serum đúng, thành phần như thế nào và phù hợp với làn da của mình như thế nào thì nó sẽ phù hợp cho làn da của bạn. Chứ bạn đừng có tham quá, đừng có tin quá vào những cái serum mà đa công dụng. Cái sai lầm thứ hai đó là các bạn chỉ dùng serum và bỏ qua bước kem dưỡng. Thì serum là một cái sản phẩm đặc trị và nó là một cái dạng lỏng. Thì khi mà chúng ta sử dụng trên da mà không dùng kem dưỡng thì nó rất là vô ích. Bởi vì chúng là dạng lỏng phân tử nhỏ cho nên khi bôi trên da chúng rất là dễ bay hơi ra khỏi da. Nếu bạn sử dụng serum mà không khóa ẩm bên ngoài thì cái tác dụng của nó hầu như là rất là thấp. Cái sai lầm thứ ba mà các bạn thường nghĩ đó là các bạn nghĩ là serum thì phù hợp cho mọi độ tuổi. Thì mỗi độ tuổi khác nhau thì có cái quá trình tái tạo, phục hồi và sửa chữa khác nhau. Cho nên là mỗi độ tuổi thì nó có sử dụng một cái loại serum khác nhau. Ví dụ như là độ tuổi của chúng ta mà còn rất là trẻ mà chúng ta sử dụng các loại serum như là retinol, chống lão hóa thì cái khả năng phục hồi của da của chúng ta sẽ chậm hơn và quá trình lão hóa nó sẽ đến với chúng ta sớm hơn. Vì thế cái việc mà tham khảo cái dòng serum nào thì phù hợp với cái lứa tuổi nào và phù hợp với cái lứa tuổi của mình thì nó vô cùng quan trọng khi lựa chọn serum. Và nhiều bạn nghĩ thì serum chỉ dùng 1 đến 2 lần một tuần. Serum thì nó không giống như là mặt nạ hoặc là các loại đặc trị mụn, mà serum là một cái dạng lỏng và phải sử dụng thường xuyên. Thì các bạn phải ít nhất sử dụng là ngày 1 lần hoặc là ngày 2 lần cho da của chúng ta được cải thiện và đẹp hơn. Vậy thì làm thế nào để sử dụng serum đúng cách và hiệu quả nhất? Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái sử dụng serum và cách chăm sóc da của mình hàng ngày nhé. Xin chào các bạn, bây giờ là buổi tối thì trước khi đi ngủ mình sẽ chăm sóc da. Thì trước khi chăm sóc da mình sẽ làm sạch da và sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng serum làm thế nào cho hiệu quả. Trước khi làm sạch da thì bàn tay của chúng ta, các bạn biết đấy, bàn tay của chúng ta rất là nhiều vi khuẩn, cho nên các bạn hãy rửa tay sạch trước khi chăm sóc da nhé. Hãy rửa tay bằng xà phòng trước khi chăm sóc da. Bạn thật. Cái bước đầu tiên mà mình rửa làm sạch da đó chính là mình sẽ sử dụng tẩy trang. Mình vì là tẩy trang của mình là tẩy trang dạng nước nên mình sẽ sử dụng các cái miếng bông tẩy trang. Tẩy trang này thì nó tiện là cứ ấn xuống là nó hết. Thì tẩy trang cái vùng đầu tiên là chúng ta tẩy trang vùng mắt này các bạn. Vì bình thường mắt là nó sẽ này, nó rất là bật đúng không? Mắt là cái vùng nhạy cảm nhất chúng ta tẩy trang đầu tiên. À, nhớ là các bạn tẩy trang nhẹ nhàng thôi, từ trên xuống và từ trong ra. Bởi vì hàng ngày á, nếu mà chúng ta không có trang điểm á, thì các bạn cũng nên tẩy trang nhé. Khi mà chúng ta dùng kem chống nắng á, sữa rửa mặt nó sẽ không thể làm sạch được cái kem chống nắng. Chính vì vậy chúng ta hãy dùng tẩy trang trước khi rửa mặt để nó được sạch hơn. Và chúng ta nhớ là tẩy trang vùng môi nhé. Ok, bây giờ mình đã tẩy trang xong và bước tiếp theo của mình sẽ là bước rửa mặt. Trước khi dùng sữa rửa mặt thì các bạn có thể sử dụng nước ấm để làm giãn nở lỗ chân lông, làm thông thoáng lỗ chân lông để lấy những bụi bẩn được dễ hơn. Và chúng ta lấy sữa rửa mặt và xoa ra tay cho nó lên bọt. Ở cái bước rửa mặt này thì mình sẽ sử dụng một cái máy rửa mặt để cho nó sạch hơn. Thì trong cái máy rửa mặt nó có cái chế độ bật lên, chế độ rung mạnh và rung nhẹ. Thì thường là mình sẽ để những
cái phần mà phần chữ T thì mình có thể để rung mạnh hơn. Để mình rửa những cái vùng chữ T này thì nó sẽ sạch hơn. Rồi, sau khi rửa mặt xong thì và mình sẽ rửa lại bằng nước. Sau khi rửa mặt xong ấy, thì chúng ta sẽ dùng khăn bông thấm nhẹ cho nó khô bớt, và bắt đầu chúng ta sẽ dùng bước tiếp theo, đó là bước toner. Bước toner thì các bạn sẽ sử dụng bông tẩy trang, sử dụng toner đổ ra bông tẩy trang và lau ở trên mặt. Các bạn chỉ cần dùng mấy giọt thôi, lau qua một lần trên mặt. Tại sao chúng ta lại phải dùng toner? Toner nó sẽ làm sạch sâu hơn ở dưới da và nó cân bằng độ ẩm cho da. Độ ẩm và cân bằng độ pH. Và khi toner xong rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ bước qua cái bước dưỡng. Bước dưỡng thì đầu tiên mình sẽ dùng serum. Dùng serum là dạng lỏng và dạng kem là dùng sau vì dạng đặc. Thì có hai cách dùng. Cách thứ nhất, các bạn có thể nhỏ 3 đến 4 giọt trên tay, xoa đều và vỗ lên mặt. Còn cách thứ hai mình hay dùng, đó là mình sẽ chấm 5 điểm, mình sẽ nhỏ 5 điểm ở trên mặt và bắt đầu massage. Mình sẽ nhỏ 5 điểm. 1, 3, 4, 5. Và bắt đầu massage mặt nhé. Xong rồi serum nó thấm vào. Sau bước serum thì mình sẽ đến lấy kem dưỡng. Thì kem dưỡng mình cũng sẽ làm theo kiểu là mình lấy kem và chấm 5 điểm ở trên da. Và bắt đầu massage kem. Massage thì các bạn nhớ là massage từ dưới lên trên nhé. Từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên. Để cho đúng cái cơ của nó. Để da cơ không bị chảy xệ. Mình vừa thực hiện xong các cái bước chăm sóc da trước khi đi ngủ. Thì nếu mà các bạn kỹ hơn ấy, thì các bạn có thể chăm sóc massage, chăm sóc vùng mắt và vùng môi nữa nhé. Để cho những cái vùng đó nó sẽ được trẻ hóa hơn và đẹp hơn. Hy vọng cái video này sẽ giúp các bạn biết được các cái bước chăm sóc da cơ bản vào buổi tối. Để các bạn có một làn da đẹp hơn. Nếu mà có thắc mắc hoặc là câu hỏi gì thì các bạn có thể inbox hoặc là comment bên dưới. Mình sẽ trả lời cho các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon.